Hi, xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay mình sẽ cho các bạn xem về hai cái dòng motor giảm tốc tải nặng và tải trung này nó sẽ vận hành như thế nào. Và các bạn có thể quan sát được các chi tiết bánh răng ở bên trong nó chuyển động. Và các bạn có thể thấy được là với mỗi dòng motor giảm tốc tải nặng hay là tải trung thì cái sự chuyển động của bánh răng nó sẽ có cái sự khác biệt cũng như là cái cấu trúc bánh răng bên trong các bạn ha. Thì ở đây con motor điện của mình đang chạy là 220/308. Mình sẽ đấu sơ đồ hình sau các bạn ha. Ở đây mình có sẵn ba cái rắc kẹp, mình sẽ kẹp vào trong đây. Bây giờ mình sẽ cấp điện cho nó cho các bạn xem. Đây các bạn có thể thấy là các chi tiết bánh răng của chúng ta bên trong với cái dòng tải nặng này nó sẽ hoạt động như thế này. Thì đầu tiên các bạn nhìn nè, với cái motor giảm tốc của chúng ta thì cái phần trục ra các bạn thấy nè, cái phần trục ra nó sẽ là cái dàn trục răng như thế này các bạn ha. Nó để nó liên kết với các chi tiết bánh răng ở bên dưới. Và các bạn thấy cái bánh răng trụ là cái bánh răng lớn nhất của chúng ta, là cái phần bánh răng này. Cái bánh răng dày và to này là cái bánh răng chính nè. Còn các chi tiết các bánh răng nhỏ nó sẽ chuyển động ở đây. Thì khi mình khởi động thì motor nó sẽ quay. Thì ở đây motor này là motor 4 cực các bạn ha. Tốc độ vòng quay của con này là 1420 vòng trên 1 phút. Và nó đi qua cái tỷ lệ bánh răng này, cái đầu ra sau cùng của nó sẽ giảm xuống. Và đồng thời cái moment xoắn của nó sẽ tăng lên các bạn ha. Và cái dòng tải nặng của chúng ta thì cái moment lực nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với cái dòng tải trung như thế này. Đó các bạn thấy nè. Cái bánh răng của chúng ta nó đang di chuyển thì cái đầu tiên thì cái trục ra của chúng ta nó sẽ tiếp xúc với cái bánh răng ở bên dưới này. Và sau đó nó sẽ chuyển động. Thì đó là cái con motor giảm tốc tải nặng các bạn ha. Và cái cấu trúc hộp giảm tốc của nó sẽ như thế này. Thì với cái hộp giảm tốc tải nặng của chúng ta như thế này nó có rất là nhiều chi tiết bánh răng. Thì mở bôi trơn nó sẽ không bôi trơn được hết các chi tiết bánh răng, thì cái dầu bôi trơn sẽ là một cái giải pháp hợp lý hơn với cái dòng R series này các bạn ha. Và cái dòng R và dòng tải nặng này nó sẽ sử dụng là dầu bôi trơn. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem với cái con tải trung như thế này nó sẽ chuyển động ra sao ha các bạn ha. Thì các bạn có thể thấy với cái cấu trúc bánh răng của cái dòng tải trung hay gọi là cái dòng GH các bạn, thì các chi tiết bánh răng bên trong so với cái dòng tải nặng thì nó sẽ ít hơn các bạn ha. Thì với cái sản phẩm tải nặng của chúng ta thì cái moment xoắn của nó rất là lớn, đồng thời thì khả năng chịu tải của nó cũng sẽ khác so với cái dòng tải trung này các bạn ha. Và bây giờ mình sẽ cho các bạn xem cái tải trung của chúng ta nó chuyển động và các chi tiết bánh răng của chúng ta nó sẽ quay như thế này các bạn ha. Các bạn thấy nè, cái sản phẩm của chúng ta nó đang chuyển động như thế này. Và bên trong cái hộp giảm tốc tải trung của chúng ta, nhà sản xuất sử dụng là mỡ bôi trơn các bạn ha. Thì với cái mỡ này các bạn sẽ sử dụng từ 3 đến 7 năm, cái lượng tiêu hao của nó sẽ rất là ít. Và với cái mô hình của chúng ta như thế này thì các bạn có thể quan sát trực tiếp được cái bên trong các bánh răng của hai dòng này. Thì ở đây là dòng tải trung Quanxin và bên đây là dòng tải nặng Quanxin. Thì vừa rồi mình đã chia sẻ với các bạn cái cách vận hành của motor giảm tốc tải trung và motor giảm tốc tải nặng Quanxin, cũng như cho các bạn xem cái cấu tạo bên trong của hai cái dòng sản phẩm này về cái sự khác biệt của nó cũng như là cái cách thức nó vận hành. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Nếu các bạn quan tâm tới sản phẩm motor giảm tốc Quanxin, hãy liên hệ đến Đại Kinh Bắc để được hỗ trợ chi tiết. Xin chào và hẹn gặp lại.